Đó, cho nên ở đây nói rất là rõ. Rồi, cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện đó, tăng hỏi thiền sư Huệ Hải, thế nào là chỗ vô trụ? Thì thiền sư đáp, chẳng trụ tất cả chỗ, ấy là trụ chỗ vô trụ. Có nghĩa là không trụ vào tất cả chỗ, mà không trụ vào tất cả chỗ này. Nhưng mà quý Phật tử nhớ một điều kiện là rõ ràng thường biết, biết hết nhưng mà không có trụ thì đúng. Mà biết hết rõ ràng á thì mới phát hiện ra được, à đúng là tam giới do tâm, mà quảng pháp biến hiện do thức của mình. Mà muốn được như thế á thì quý Phật tử phải chịu khó gì? Nói đây mà nếu mà nói thì cũng nói suông, đúng không? Nói thì cũng nói suông thôi, nhưng mà với điều kiện quý Phật tử phải tu tập. Đó. Ở đây á thì tôi chia sẻ cho quý Phật tử là tôi nói được như thế á, nhiều lúc quý Phật tử nói là tôi thì nói suông, đúng không? Chắc nói suông chứ làm thì có cái pháp của Phật mà cái thời này làm có. Nếu quý Phật tử chịu khó tu. Tôi xin cởi một câu chuyện gần đây thôi. Đúng ra tôi không có chia sẻ, mà ngày hôm nay tôi muốn là chia sẻ cho quý Phật tử. Nếu mà nghe một bài pháp này rồi á, chịu khó thực tập công phu để mà chuyển hóa nội tâm thì nó cũng có tiếng chứ không phải nó lùi vào cái thời mạt pháp. Phật nói khẳng định như thế này: pháp không có mạt, pháp không có mạt, mà mạt thì do mình chứ pháp không có mạt. Gần đây tôi được cái duyên là tôi nhập thất 4 tháng ở tại thiền viện Trúc Lâm đó, tôi nhập được 4 tháng. Thì sau khi mà trước khi mà tôi vào thất á thì tôi lên tôi đảnh lễ hòa thượng. Cho nên tôi nói thật luôn là tôi thích cái pháp mà nói về vô trụ, tôi rất là thích. Tôi rất là cảm luôn, phải nói là cảm luôn. Thì tôi lên tôi gặp hòa thượng tôi đảnh lễ. Thường thường ngày xưa là hòa thượng dạy rất là cặn kẽ, nói vào thất là phải sám hối, phải tu tập, phải này, phải kia. Nhưng mà kỳ này hòa thượng nói một câu như thế này: chú vào thất kỳ này á, nhớ một điều kiện trong kinh Kim Cang là Phật dạy là không có nơi nào để trụ. Nói đến như đó xong mà nó tu vào thất. Mà cái câu nói đó mình thấy rất là đơn giản, mình thấy đâu có chuyện gì. Nhưng mà từng lời của hòa thượng nó đều ghi trong tàng thức của mình: nhớ đừng trụ tất cả pháp, như đó thôi. Thì vọng tu vào, tu ngồi thiền thì vọng tưởng lên, mình biết rõ không có trụ nó, biết rõ hết không trụ, mình buông xả rồi đi kinh hành, tụng kinh, sám hối, ăn cơm, ngồi thiền, tất cả mọi cái mình đều theo dõi hết. Mình theo dõi miên mật vậy. Đến cái tháng thứ hai thì một hôm tôi đang ngồi thiền vậy, thì tôi tự nhiên cái công án nó hiện lên. Nó hiện lên rất là rõ là nhớ không trụ một pháp nào. Thì sau khi mà vừa khởi lên cái niệm đó thôi thì tôi thấy á, tôi nghe một trái thông nó rớt xuống. Nó rớt xuống cái nhà, cái thất á. Nó rớt xuống một cái búp, tự thất á, thất tôn mà. Thì tôi thấy là trong lúc mình đang ngồi trên cái bộ đoàn tự cũ thì tự nhiên nó rớt xuống một cái trạng thái giống như nó chìm mất hẳn luôn. Mình thấy cái thân mình cũng mất, và cái vọng niệm cũng mất, và nhà cửa tất cả mọi cái nó mất, giống như nó rớt vào một cái lỗ hủng đen gì đó. Toàn bộ nó mất, mà với một cái trạng thái nó yên. Nó yên nhưng mà rõ, chứ không phải là nói là mất là mình không tưởng cái gì. Nhưng mình thấy xác nhận là thân tâm cảnh giới nó tan biến hết. Thì lúc này mình mới tin đúng mà các thiền sư nói đúng, Phật tổ nói đúng. Nhưng mà được bao lâu? Được bao lâu? Không tới một phút, đúng không? Không tới một phút là do tôi quản quá, tôi sợ quá, tự nhiên mất mình, thân mất và tâm mất, cái gì nó cũng lạ quá. Tôi khởi niệm tôi tìm lại thì nó trở lại trạng thái cũ. Mà trong lúc đó thì tôi mới tin được rằng thiền sư Huyền Giác nói: liễu á thì nghiệp chướng bổn lai không, chưa liễu thì đền nợ trước, đúng. Liễu đâu đó thì thật là cái nghiệp chướng nó không dính dáng gì hết á. Nó dính là nó dính cái ngũ quẩn này thôi nè, còn cái pháp thân thanh tịnh mình nó không dính. Nói thật luôn, nghiệp chướng xưa nay là nó không có thật. Thật là với cái gì? Thật là với cái ngũ quẩn này là chấp. Còn mà mình rỗng rang rồi đó thì nó không dính. Nói thật luôn. Cho nên tôi mới xong rồi đó thì tôi làm một bài kệ như thế này. Đây là một bài kệ tôi tặng cho Phật tử luôn. Là tôi làm một bài kệ như thế này nè: một thoáng quên mình ngộ sắc không, tức là một thoáng quên cái ngã của mình nè, thì tức khắc mình ngộ đâu là sắc không liền. Một thoáng quên mình ngộ sắc không, bao đời nghiệp chướng thảy hoàng không, tức là bao đời xưa nay nghiệp chướng đúng là không. Không là không cái chỗ nào? Bây giờ thân tâm mình đâu còn nữa mà nghiệp chướng nó vào. Sở dĩ mình chấp vào cái này mình mới thấy người ta chửi mắng mình đau khổ.
Mình thấy rõ ràng đây là nghiệp, đây là duyên, đây là nhân, đây là quả, đây là tánh, đây là tướng. Mà ngộ ra được rồi thì các pháp đều như thị, trong mà thập như thị pháp qua đó, phải không? Tánh như thị, tướng như thị, thể như thị, lực như thị, dụng như thị, nhân như thị, quả như thị, tiền hậu cứu cánh như thị. Mình thấy nhân quả tánh tướng rõ ràng, nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của Phật rồi đó, nhân cũng như thị mà quả cũng như thị, cái gì cũng như thị hết. Mà cái gì cũng như thị là khổ không? Chị bảy cũng như thị, còn buồn có buồn chị bảy nữa không? Chị chín cũng như thị, buồn chị chín không? Không luôn. Thấy ai cũng là như thị hết sao buồn? Thấy không? Bao đời nghiệp chướng là không. Ngộ nhập Như Lai minh kiến tính mới hay, không pháp cũng không nhân. Mình ngộ nhập được rồi đó thì mới thấy được không có pháp mà cũng có người. Rất là rõ điểm đó. Cho nên ở đây tôi nói là nếu quý Phật tử chịu khó công phu tu tập chuyển hóa, có kết quả đời này luôn, chứ không phải mình nói là đợi đời sau, có kết quả luôn. Dầu cho quý Phật tử tu cái pháp nào bất cứ, nếu quý Phật tử mà chịu khó niệm Phật đến cái chỗ nhất tâm bất loạn thì tự nhiên tức khắc biết à, lời của Phật nói không có sai sót. Còn nếu quý Phật tử mà tu thiền đến cái chỗ mà định huệ đồng đẳng thì rõ biết. Còn nếu quý Phật tử mà tu mật tam mật tương ưng rồi thì cũng biết Phật tổ không hư dối. Còn chưa được thì chúng ta cứ công phu đi, đừng suy nghĩ gì hết, công phu sẽ có. Đó, cho nên quý Phật tử thấy được cái điểm này rồi á, thì tôi xin gửi cho quý Phật tử một mẫu chuyện để quý Phật tử y cứ vào cái điểm quý Phật tử tu, tức là làm hết tất cả các việc thiện pháp, nhưng mà chúng ta không trụ vào tất cả các việc thiện pháp thì đúng. Quý Phật tử nhớ lại trong thiền thoại, cái kể lại bà già Đốc Am đó, bà nuôi ông Tăng này 20 năm. Sau khi 20 năm xong rồi đó, một hôm bà gọi cái đứa cháu gái rất là đẹp đến nói như thế này: sáng mai nay ông thầy ra thóc, con đến con ôm ngay hông ông, ôm cứng lên, ông cứng đừng thả ra nha, rồi coi thử ông nói gì. Sau khi mà sáng hôm nay ông thầy ông mới vừa ra thóc, ông mở cửa ra cái đứa cháu gái đến nó ôm cứng ngay hông luôn. Thì lúc này ông thầy thì kheo nói như thế này: khô mập ỷ hàng nham, tam đông vô nõn khí. Khô mập ỷ hàng nham là gì? Có nghĩa là cây khô mà nó mọc trên đá, mà ba mùa đông nó không có chút một hơi hám nào hết. Cô ôm ôm muốn dính dáng thì tôi đâu, ý là vậy đó, phải không? Ôm ôm cho tôi cũng khởi niệm gì hết. Sau khi mà nghe cái câu chuyện đó rồi á, thì bà già mới nói uổng nuôi ông Tăng vô ích, và Đốt Am mà đuổi đi luôn. Trên có cái câu chuyện là bà già Đốt Am đó, không? Bà già Đốt Am bà đuổi đi luôn, đuổi không có cho ở nữa. Thì cái ông thầy tỳ kheo này ông đi lang bang một thời gian, ông đến ông xin nhập thất nữa. Nói bà ơi, kỳ này bà cho tôi 3 năm đi, tôi thử vào cái chuyến này thử. Thì bà già này bà cũng thương, nói thôi được, cất cái cốc cho ông ở. Thì cất sau khi mà mãn hạn 3 năm rồi đó, thì bà già bà nói đứa cháu gái đến ôm ngang hông thử lần nữa. Thì sau khi mà đến ôm ngang hông rồi đó, thì ông thầy nói như thế này: ngay đây tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết. Sau khi mà nghe nói như thế rồi, bà già nói đúng, kỳ này ông tu đúng đó. Ông thầy tỳ kheo đó được cho mình được không? Được không? Ngay đây mà tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết là ta đang báo giác ngộ liền, đúng không? Ở đây á, tôi biết là gì? Tôi biết có nghĩa là căn, mà cô biết tức là trần, căn trần cho mình giao thô. Nhưng mà đừng cho bà già biết là gì? Thức thứ 6 nó chan vào, cái thức phân biệt, tức là bà già đó mà bà chan vào một cái rồi thì tánh tướng nó không được như thị nữa. Cho nên ngay đây tôi biết, cô biết là căn trần cho tiếp xúc. Tôi biết cái đồng hồ này, biết, nhưng mà đừng có phân biệt là đồng hồ này đẹp, đồng hồ này tiền rất là nhiều, đồng hồ này ở đâu, từ đâu có là chết. Biết cái đồng hồ là biết là xong rồi. Biết là trong cái như thị thì đúng, căng trần cho tiếp xúc, nhưng mà đừng có cho bà già biết. Cho nên mình thấy là cái tinh thần thiền đốn ngộ với cái thiền nguyên thủy là một. Chẳng hạn như thiền nguyên thủy là như thế này, chẳng hạn như thấy cái đồng hồ, phải không? Thì bên thiền nguyên thủy họ thực tập như thế này: đây là vị ngọt, không? Đây là vị ngọt, biết, biết là vị ngọt. Đây là nguy hiểm, đây là con đường xuất ly. Tức là biết đây là cái đồng hồ này là vị ngọt nè, nếu mà mình ăn cắp nó, mình đem về nhà, đó là con đường nguy hiểm. Phạm vào gì? Phạm vào cái giới trộm cướp. Rồi phạm vào cái gì nữa?
bị công an bắt bớ mình ở tù, đó là con đường nguy hiểm. Mà ngay trong giờ phút thực tại đó biết được con đường nguy hiểm thì quý Phật tử thoát ly liền. Tức là đây là quỷ ngọt, đây là con đường nguy hiểm thì tức khắc được giải thoát. Nhưng mà đối với tinh thần của nhà thiền á, thì thấy đúng như thật luôn. Thấy thì cái nó xong rồi. Mà thấy biết như thật thì mình đâu có khởi niệm trộm cắp gì nữa. Thì nó đồng với cái tinh thần của Nguyên Thủy. Mà Nguyên Thủy nói là đây là quỷ ngọt, đây là nguy hiểm, đây là con đường xuất ly. Cho nên tôi nghiên cứu rất là kỹ giữa thiền Nguyên Thủy và thiền tối thượng thừa. Không có khác với nhau, chỉ là thực tập rồi đi thẳng vào con đường. Một bên là đi thẳng vào tâm, một bên thì đi thẳng vào từ nơi tướng mà vào tâm, chứ không có gì lạ hết. Đó, đây quý Phật tử thấy được cái điểm này rồi á, thì mình tu tập á, mình rất là an ổn, mình rất là thảnh thơi. Dầu quý Phật tử tu về pháp nào, có nhân duyên tu tập, có nhân duyên tu tập pháp nào cũng đúng hết á. Tôi đố quý Phật tử nè, cái pháp mà về lực tâm, phải không? Cái pháp thiền tâm, cái pháp định độ tâm, cái pháp mật tâm, vân vân, vị nào là thủy tổ? Ai biết? Ai? Đúng rồi, rõ ràng thôi. Thiền tâm cũng Phật nói ra, lực tâm là cũng ai nói ra? Thì cũng Phật nói ra. Rồi Ngài Ubali, Ngài Kết Tạch, Ngài nói thêm, Phật chới ra không chứ ai chới. Rồi tịnh độ tâm ai nói ra? Cũng Phật. Mà tại sao mình phân biệt đây là pháp này, đây là pháp kia, pháp này pháp kia, tranh cãi? Mà pháp thì không tranh cãi, mà người người tranh cãi, đúng không? Lục tổ nói sao? Thấy nghe tụng đọc là tiểu thừa, mà y pháp tu hành là trung thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là đại thừa. Không có một pháp, không có một chỗ trụ, không có chỗ dính mắc, trí tuệ tỏ sáng, đó là tối thượng thừa. Thừa không do mấy ông ở đó mà phân biệt, thừa không do mình, chứ không phân biệt gì hết, đúng không? Mà thấy được rồi mình rất là vui. Pháp nào cũng có Phật dạy hết, thì từ đó mình mới nghiệm ra được đúng là chỉ là cái gì. Chỉ là tháo đinh nhổ chốt, đừng có cho tâm mình trụ vào cái chỗ nào thôi, thì tức khắc được giải thoát. Đó, thì để tóm kết lại cái bài này, thì chúng tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa. Trong thiền thoại kể lại như thế này: thiền sư Trường Sa một hôm dạo núi, sau khi mà dạo núi về rồi đó, thì cái thầy thủ tọa mới hỏi như thế này: hòa thượng đi đâu về? Thì sư đáp: lần theo dấu vết cỏ non đi, nghe tiếng hoa rơi gọi trở về. Quý Phật tử hiểu không? Giống câu thần chú không? Nhà thiền nói giống câu thần chú quá thiệt. Ngày xưa mình mà nếu ông tu chắc mình nói mấy ông thiền sư này ông nói làm sao, nói kỳ kỳ quá. Bữa nào đó quý Phật tử mà đi dạo núi, phải không, trở về, thì con hay cháu mình nói á, mẹ đi đâu mới về? Thì mình nói đi dạo núi, dạo núi Châu Đốc, hay là dạo núi ở đâu á, phải không? Còn đây thiền sư nói làm sao? Lần theo dấu vết cỏ non đi, có nghĩa là đi chỉ biết đi thôi. Đi tôi chỉ biết đi thôi, mà tôi không thích đi nữa tôi trở về. Không thích thì tôi thích thì tôi đi, mà không thích thì tôi trở về. Cho nên lần theo dấu vết cỏ non đi, mà nghe tiếng hoa rơi. Cái gì nghe được từng tiếng hoa rơi? Cái gì bước từng bước từng bước? Thiền sư có mặt hết. Còn ở đây mình bước có mặt không? Hay là mình bước mình nghĩ chuyện đâu đâu? Hồi bữa tôi giảng kỷ niệm ngày Phật đản, tôi nói Đức Phật từng bước đều nở hoa sen, đúng không? Mà tôi hỏi quý Phật tử nè, quý Phật tử đi có nở hoa sen không? Có không? Nếu trong giờ phút thực tại này, ngay tại đây và bây giờ, quý Phật tử tỉnh thức, quý Phật tử chánh niệm, quý Phật tử tâm, quý Phật tử rỗng rang, an ổn, thì Phật đâu có cấm. Mỗi bước đi quý Phật tử đều nở hết. Còn đây mình đi mà sao? Mình đi mình giận người ta, mình đi kiểu nào? Nếu mà giận ai á, đi làm sao? Đi mạnh không? Đi mạnh không? Tôi thấy á, đi mạnh không? Đi bịch, bịch, bịch là đóng cửa cái rầm. Đúng là gai xương rầm ở dưới chân mình liền. Qua mà cũng qua, mà qua gì? Gai bàn chải, đúng không? Mình đi mà mình sân si, mình tức giận, mình gì đó, thì tức khắc không có nở hoa sen. Còn đây mình đi tỉnh tại chánh niệm thu thúc á, thì tức khắc Phật không cấm, đều cho phép mình nở hoa sen hết. Đó, cho nên thiền sư nói là lần theo dấu vết cỏ non đi, nghe tiếng hoa rơi á, thì gọi trở về. Đó, cho nên trong thiền thoại có kể là một câu chuyện nữa, là có một cái anh chàng này, anh đứng trên núi, đứng trên núi anh đứng nhìn nè, đứng nhìn. Cái hẹn bữa nào đó mình đứng trên lầu đó, đứng nhìn ra nè,
Thì có một tớp thứ nhất nói: Anh đứng anh chờ ai vậy? Cái này anh lắc đầu. Đó là tớp thứ nhất. Tớp thứ hai nói: Này anh, ủa anh bị mắc bò sao mà anh đứng trên núi anh dòm? Nói: Không, tôi cũng mắc bò đâu. Lắc đầu, anh cũng nói lắc đầu nè. Rồi đến khi mà cái tớp thứ ba đến: Ủa anh đứng đây anh ngắm núi sao vậy? Anh cũng lắc đầu luôn. Thì ba tớp chịu hết nổi rồi. Ngắm núi cũng không phải, mà tìm người thân cũng không phải, mà đứng trên này nhìn móc đàn bò cũng phải. Như vậy anh đứng trên này làm gì? Gặp mình trả lời sao? Đứng trên này làm gì? Thì lúc này thiền sư nói như thế này: Đứng đây thì chỉ biết đứng đây thôi chứ làm gì? Hiểu chưa? Đứng đây chỉ biết đứng đây thôi, chứ đâu phải mà tôi đứng trên lầu là nói tôi ngắm cảnh tôi mới đứng trên lầu, đúng không? Hay là nói tôi tìm đàn bò tôi mới đứng trên lầu. Đứng đây là tôi chỉ biết đứng đây thôi thì đúng. Đứng đây chỉ là đứng đây thôi. Thì ngay trong giờ phút thực tại đó, mình đều có mặt, tâm thức mình đều hiển lộ ra hết. Mà nói thật quý Phật tử nè, hiện bây giờ quý Phật tử ngồi đây có thật ngồi đây chưa? Ngồi đây có thật ngồi đây chưa? Hay là ngồi đây mình đang dạo 36 phố phường, đang ngồi đây mà dạo ở, biết hồi bữa lúc trước mình đi Vịnh Hạ Long, ngồi đây nghe pháp mà Vịnh Hạ Long nó hiện ra, đúng không? Núi Yên Tử hiện ra, biết một tí một tẹo nhà làm gì hiện ra. Ngồi đây là mất mình rồi. Cái thân thì ngồi đây, mà cái tâm mình dạo đâu? Tâm mình dạo đâu? Phải tâm nó sanh ra đủ thứ pháp không? Thân thì ngồi đây mà cái tâm nó nghĩ nghĩ đâu đâu á. Cho nên nhiều khi mà quý Phật tử bà làm cái gì tự nhiên giật mình cái là biết quý Phật tử đang vọng tưởng á, đúng không? Đó, cho nên ở đây nói là đứng đây chỉ là đứng đây thôi, thì tất cả các pháp nó hiển bày ra hết, mà tự nơi tự tánh của mình. Đó là quý Phật tử thấy được cái điểm đó rồi á, thì quý Phật tử tu rất là an ổn. Đó. Thì còn 5 phút nữa rồi dành cái thời gian cho quý Phật tử thưa hỏi ha. Thì để tóm kết cái bài pháp là tâm là chủ của các pháp, thì trong thiền thoại có kể một câu chuyện như thế này. Một hôm có ông cư sĩ, ông ra bờ biển, ông thấy một chiếc thuyền nó đưa xuống biển. Thì ông thấy có một số cua, cá, ốc, sò nó chết rất là nhiều. Ông chịu hết nổi rồi. Cho nên ông về, ông mới gặp thiền sư Vô Đức. Ông nói như thế này: Bạch Hòa Thượng, con thấy có một số người ngồi trên một chiếc thuyền. Cái ông lái đò này nè, ông đẩy xuống nước. Thì trong lúc ông đẩy đó thì có một số con cua nè, con sò, con ốc nó bị gì? Nó bị chiếc đò nó nghiền nát là chết hết. Như vậy tội của ông lái đò hay là tội của người ngồi trên đò? Tội của ai? Ai biết? Chẳng hạn như bữa nào đó mình ngồi trên một chiếc xe, đúng không? Cái chạy cán một con gà, cái ác con gà nó chết. Như vậy tội của ông lái xe hay là tội của người ngồi trên xe? Tội của ai? Tội ai, nói thử coi. Tội của ai? Hả? Tội của ai? Giơ tay lên. Chú này nè. Còn tội cái hai phải không? À, chú này nói tội cái hai. Đúng không? Thì thiền sư Vô Đức trả lời như thế này: Cả hai đều không có tội. Cả hai không có ông nào có tội hết á. Cái người ngồi trên đò cũng không có tội, mà cái ông lái đò cũng có tội luôn. Thì ông cư sĩ chịu hết nổi rồi. Ông nói: Cá cua chết rất là nhiều mà cả hai đều không có tội, là tội của ai? Thì thiền sư nhìn thẳng vào mặt ông nói: Tội của ông á, đúng không? Tội của ông á. Quý Phật tử nghiệm này đúng không? Chuyện của bà bảy bà tám là chuyện của bà, mà mình về nhà cái mình kéo chồng kéo con kéo này có đủ thứ hết. Bà bảy bà tám tôi thấy bà đi chùa bằng diện vậy á, mà rốt cuộc bà bảy bà tám bản phiền não, mà chính mình tội tội của mình phiền não là ngay trong giờ phút đó cái ông lái đò ông có khởi niệm mà để giết mấy tôm cá không, mà cái người ngồi trên đò cũng không khởi niệm gì luôn, mà tự nhiên đâu mình sang vào mình nói tội của người này người kia. Cho nên thiền sư nói tội của ông á, ông khởi niệm phân biệt,
ông chia sẻ, ông phân tích tội của ông, đúng không? Tội là tội của ông á. Cho nên mình thấy cái điểm này rất là rõ. Nếu mà ba nghiệp mình thanh tịnh rồi đó thì đồng Phật quản Tây Phương rồi. Ba nghiệp mà thanh tịnh thì đồng Phật về Tây Phương ở. Mà đồng Phật về Tây Phương rồi, quý Phật tử thấy được rằng pháp pháp từ nơi tâm mình lưu xuất, pháp pháp từ nơi cái chỗ tự tánh mình lưu xuất. Cho nên lục tổ mới khẳng định là tự tánh thường sanh trí huệ, tức là phước điền. Mà muốn được như thế thì quý Phật tử phải làm gì? Phải tu, phải chuyển hóa. Đó, mà tu mà chuyển hóa rồi đó thì quý Phật tử mới tin được lời của Phật dạy, lời của tổ dạy. Đó, thì thời gian còn rất là ít để cho quý Phật tử thưa hỏi. Thì ở đây ai có thắc mắc gì xin phép. Hồi nãy có một số câu hỏi ai có đem lên chưa? Cô Phật và Thầy, con cảm câu hỏi đầu tiên. A Di Đà Phật, kính thưa Thầy, trong quá trình tu tập Phật Pháp, thường có những chứng như gì mà chúng con phải tu tập như thế nào để vượt thoát qua những chứng như đó? A Di Đà Phật. Đây là có thử hỏi. Câu thứ nhất là trong cuộc sống tu hành, phải không? Cô ngồi xuống này, chừng nữa nói tiếp nữa. Trong cuộc sống tu hành nó có những cái chướng duyên đến, mà cái chướng duyên thế này, hồi nãy các cô Phật tử nói là chẳng hạn như mình đến chùa này mình công quả, có những người thương thì cũng rất là ít, mà người nói ra nói vô cũng rất là nhiều. Rồi mình làm những cái chuyện thiện thì người ta thương thì cũng rất là ít, mà người ta nói tới nói lui cũng rất là nhiều. Xin Thầy chỉ dạy con đường. Bây giờ chỉ dạy sao? Tôi còn chưa biết nữa sao, không biết Phật tử chỉ dạy sao. Thì đây là tôi có một cái tật, là tôi cái lời của tôi rất là nhẹ, mà tôi xin nêu ra một câu chuyện vào cái thời Đức Phật. Trong kinh Pháp Cú kể lại như thế này: vào cái thời Đức Phật có ông trưởng giả tu lại, ông đến ông thăm Đức Phật. Mà trước khi ông đến ông thăm Đức Phật đó, thì ông phải qua từng cấp từng liêu của các thánh đệ tử của Đức Phật. Thì trước khi mà ông đến thăm Đức Phật đó, ông đến cái liêu, tức là cái cấp đó, của Ngài Ly Bà Đa. Mà Ly Bà Đa là em ruột của tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài chứng quả vị A-la-hán rồi, mà được Đức Phật ban cho một cái pháp hiệu như thế này, gọi là độc cư thiền định. Tức là Ngài không bao giờ Ngài nói chuyện, Ngài luôn luôn đi sâu vào thiền định. Đó là em ruột của Ngài Xá Lợi Phất, của Ly Bà Đa đó. Thì ông đến cái Ngài không có nói chuyện, Ngài yên lặng ngồi thiền. Cái ông chịu hết nổi là ông bỏ ông đi. Ông bỏ đi ông tức lắm, ông nói là coi thường ông. Thì ông đến cái cấp thứ hai thì ông gặp tôn giả Xá Lợi Phất. Thì tôn giả Xá Lợi Phất thấy ông rồi, cái mới giảng cho ông một cái bài pháp gọi là A Tỳ Đạt Na, tức là A Tỳ Đàm đó. Mà cái bài pháp mà A Tỳ Đạt Na thì nó dài lơi thơi luôn, nó dài, ông chịu hết nổi rồi, ông phiền não luôn. Ông phiền não, ông bực quá, ông đứng dậy, ông ra đi. Ông đi đến cái ông gặp A Nan. Thì tôn giả A Nan có một cái, tuy rằng chưa chứng thánh quả, nhưng mà tôn giả A Nan có một cái đặc biệt là nói pháp, nói pháp là hay. Cho nên tùy theo cái căn cơ của chúng sanh, cho nên tôn giả A Nan nói rất là ngắn, rất là gọn, mà ai nghe cũng thích thú đó. Nhưng mà ngược lại cái ông tu lại là ông cũng phiền não luôn. Ông gặp Đức Phật nói như thế này: con nói thiệt với Thế Tôn nha, đệ tử của Thế Tôn thấy kỳ lắm. Thế Tôn hỏi sao kỳ? Ông nói cái gì đâu kỳ? Con vào cái tháp thứ nhất á, thì con gặp tôn giả Ly Bà Đa không có mở miệng, không có nói gì hết. Thì con thấy vậy con ra đi. Đến cái cốc thứ hai thì con thấy tôn giả Xá Lợi Phất nói, mà nói đến nỗi con mệt luôn á, con chịu hết nổi luôn. Con chịu hết nổi, con đến cái cốc thứ ba gặp tôn giả A Nan, nói gì đâu mà ngắn ngủn à. Bây giờ đến trình Thế Tôn, thì lúc này Đức Phật nó nói một bài kệ như thế này: không nói cũng bị chơi, nói nhiều cũng bị chơi, nói ít cũng bị chơi. Xưa nay đến vị lai trên đời này, nếu mà không ai mà bị chơi chích đó, thì chuyện đó không có xảy ra. Quý Phật tử thông cảm gì đó chưa? Bây giờ mình làm thiện ra cũng chơi, mà không làm thì ta cũng chơi, làm gì ta cũng chơi hết. Thôi bây giờ mình làm gì? Ai biết? Bây giờ mình làm gì ta cũng chơi mình hết rồi làm sao? Quý Phật tử thấy sao? Cởi cả bản thân tôi nè, tôi đi hoàng pháp á, người ta nói cái ông này á,
ham danh lợi, ở nhà không lo tu, lo đi chỗ này chỗ kia. Cái tôi sợ quá, tôi ở, tôi bị rồi, cái tôi sợ quá, tôi ở thất, tôi nhập thất liên tục luôn. Người ta nói, ông thầy nghĩa chiên ăn tu và đèn mang tính thí, lo trả nợ. Cái tôi chạy ra, tôi làm, ta bị nói tiếp, tôi chạy ra chị vô mệt quá, bây giờ tôi nói thôi. Thôi bây giờ thôi thì sao? Bây giờ quý Phật tử làm gì ta cũng nói đó. Chẳng hạn như quý Phật tử khởi có lòng thương lên nuôi trẻ mồ côi, ví dụ thôi. Cái bà này bà ham danh chứ bà nuôi cái gì. Đó, cái mình sợ, cái mình bỏ. Cái mình chạy qua mình bán nhang. Bà bán nhang thì bà giá mạo với bán nhang gì, đúng không? Bây giờ mình làm sao? Hỏi quý Phật tử, kể cả mấy chư ni này làm sao? Hả? Quý Phật tử làm sao? Dễ lắm. Chỉ cần quý Phật tử áp dụng cái lời Phật dạy là tôi thấy quý Phật tử rất là thảnh thơi, đừng có sợ gì hết á. Trong kinh Tạp A Hàm có một cái bài kinh đừng tin những gì á. Này Kamara, đừng tin những gì truyền thống để lại, đừng tin những gì từ ngàn xưa để lại, đừng tin những gì kinh điển truyền tụng để lại, đừng tin những gì vị sa môn bậc đạo sư nói ra. Mà này Kamara, hãy tin những gì pháp này là pháp bất thiện, pháp này là pháp tội lỗi, pháp này là người trí chơi trách ông, pháp này là ông nếu mà ông thực hành á thì khổ ông mà khổ cho người khác nữa. Này Kamara, đừng có làm. Này Kamara, pháp nào là đây là pháp thiện nè, pháp này là không có tội lỗi nè, pháp này là được người trí tán thán nè. Này Kamara, ông phải làm an trú và chứng nghiệm. Pháp nào mà quý Phật tử thấy là mình làm được lợi ích cho mình, lợi ích cho người mà ni sư tán thán, còn mấy Phật tử thôi bỏ qua, đúng không? Mà Khổng Tử nói làm sao? Khổng Tử nói làm sao? Ngàn người ngu cười ta, chỉ cần một người trí biết ta là đủ, đúng không? Ủa ai chơi quý Phật tử nè? Ai chơi vậy? Ồ cái bà quét đường trời, dính dáng gì đâu. Mà chỉ cần sao? Chẳng hạn như ni trưởng ở đây, các vị hòa thượng lớn nói con làm vậy là không được, con làm vậy là ác pháp, thì mình sợ mình dừng liền. Còn này hỏi ra làm gì? Đạp xích lô, mình nói thật luôn. Làm gì? Đi lụm bị, ví dụ vậy thôi. Mà họ chỉ trích quý Phật tử, mấy người này là thượng, đúng không? Ở đây mình nêu ra cho quý Phật tử thấy là cái chuyện mà thị phi ở thế gian này rất là nhiều. Nếu mà mình chạy suốt đời, suốt ngày, suốt năm, suốt tháng, mình tu được, mình cũng làm gì được hết. Cho nên Phật dạy rất là rõ. Này Kamara, những việc gì mà ông làm thấy đây là thiện pháp, không tội lỗi, người trí tránh thế, làm được cái việc đó ông hạnh phúc, mà cái người ông giúp đỡ cũng được hạnh phúc luôn. Này Kamara, ông nên làm. Ở đây tôi thêm một từ nữa, này Phật tử hãy nên làm. Cứ làm đi, đúng không? Xong thôi. Đó, rồi quý Phật tử hiểu chưa? Rồi, đó, câu thứ hai. Kính thưa thầy, Phật tử chúng con có một câu hỏi như thế này. Khi chúng con đọc bài kinh Bát Nhã thì có câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất thì không, không bất thì sắc. Thưa thầy, thế thì giữa sắc và không trong lý Bát Nhã chúng con phải tu tập như thế nào để chứng được cái lý đó? Xin thầy giải thích cho Phật tử chúng con được hiểu. Thì cũng rất là đơn giản. Ở đây Phật dạy như thế này, chẳng hạn như sắc, không, sắc tức là không. Mình nói về cái thân trước, mình nói tóm gọn thôi, chứ còn mà quý Phật tử muốn tìm hiểu nữa thì tôi giảng là chắc cũng hết buổi. Sắc ở đây mình nói ví dụ này, chẳng hạn như sắc tức là thân tướng của mình. Mình quán chiếu nó, một lúc nào đó nó tự hoại tự diệt, sắc nó đến, có một lúc là nó sẽ không. Đó là trong cái tinh thần quán chiếu. Mà còn trong cái tinh thần như thật tri kiến của Bát Nhã là ngay chỗ sắc á, mình biết nó là không rồi, chứ không phải đợi nó quại mới là không. Ngay sắc mình biết nó là không, mà ngay sắc biết là không rồi đó, thì mình không còn tham đắm vật dục trong cõi đời này nữa. Đó có phần vật chất. Cái phần thứ hai nữa, chẳng hạn như quý Phật tử ngồi thiền không có một niệm nào khởi hết, đó là không, đúng không? Không có một niệm nào khởi rõ ràng, mà vừa khởi niệm gì, ngay không tức là có sắc. Mà ngay sắc mình biết được, vọng tưởng nó là không có thật, không có tự tánh, vọng tưởng nó chỉ là những cái ánh chớp trên nền trời tự tánh, thì ngay sắc đó tức là không, không có gì hết, đơn giản. Sắc tức là không, rất là đơn giản ha. Thực tập là rất là đơn giản, không có gì hết. Rồi cái câu thứ hai, thứ ba gì đó cô phó chủ trì đọc tiếp. Dạ kính thưa thầy, có Phật tử hỏi một câu thế này. Thưa thầy, trong thời nay có nhiều pháp môn tu, đối với một Phật tử bận rộn vô sinh như chúng con, xin
bây giờ pháp môn nào dễ thực hành. Vì bây giờ tôi tu thiền thì tôi phải tự chỉ là tu thiền, đúng không? Mà tôi ở đây tôi nói quý Phật tử nè, ngày xưa là tôi tu cũng rất là nhiều pháp môn, nhưng mà tôi thấy gom lại là chỉ có về một thôi, chứ không có gì lạ hết đó. Bây giờ tôi nói cái rất là đơn giản, chẳng hạn như quý Phật tử bận rộn nhiều quá thì quý Phật tử có làm gì? Bận rộn công chuyện nhiều quá hả, phải làm gì? Nếu tôi nói là nếu quý Phật tử có duyên tu về tịnh độ thì quý Phật tử làm cái gì? Chỉ nhớ câu Phật hiệu thôi, giống như là người mẹ, người con mà nhớ đến mẹ, chỉ nhớ một câu niệm Phật thôi, tức là luôn luôn nhớ về cái câu Phật hiệu của mình. Còn nếu mà quý Phật tử có duyên tu thiền thì mình làm cái gì mình rõ biết việc đó. Chẳng hạn như mình đang lái xe thì ngay trong giờ phút thực tại đó mình biết mình đang lái xe. Rồi ngay cái mình đang quét nhà thì mình biết mình đang quét nhà. Ngay trong giờ phút mình nấu cơm thì mình biết nấu cơm, chứ không phải mình đang nấu cơm mình nghĩ đâu đâu. Mà câu niệm Phật cũng như thế, chẳng hạn như mình đang niệm Phật mà mình nhớ nghĩ đâu đâu thì nó cũng đúng, đúng không? Cho nên mình gom tâm về một chỗ để dùng một câu niệm Phật này, dùng một câu niệm Phật này phá tan muôn ngàn vọng tưởng, chứ không phải là mình dùng câu niệm Phật để cho vui, mà nhờ câu niệm Phật này để mình trở về cái tự tánh Di Đà của mình. Thì pháp nào cũng là thù thắng hết. Nếu có duyên tu thiền thì quý Phật tử thực hành từng bước đi của mình, còn nếu có duyên mà tu tịnh á, thì cũng y như thế đó, pháp nào cũng đưa đến kết quả, pháp nào cũng là thù thắng hết. Cho nên tôi nói thật, quý Phật tử có những người nói là tụi con tu pháp môn tịnh độ là tụi con nhờ tha lực, quý Phật tử coi chừng chặt. Nếu mà quý Phật tử nhờ tha lực á, thì quý Phật tử nghiệm đây nè, trong lúc quý Phật tử niệm Phật tự lực hay là tha lực? Tự lực, đúng không? Trong lúc quý Phật tử niệm Phật là tự lực, là tại sao mà khẳng định nói tha lực? Trong lúc quý Phật tử niệm Phật là tự lực, tự mình vươn lên, mà nhờ cái tâm mình thanh tịnh đó thì khởi hợp với mười phương chư Phật gọi là tha lực, đúng không? Nhớ cái câu mà tán Phật ai nhớ? Cái câu tán Phật ai nhớ không? Hả? Sao? À, năng gì? Năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế chung. Rồi gì nữa? Phật gì? Phật à, cái gì? Ờ à, thấy không? Mà năng lễ sở tức là năng lễ là ai? Hả? À? Sở lễ là ai? Rõ ràng không? Mà ngay chỗ đó không tịch thì tất nhiên mình cảm ứng rồi. Mà ở đây trong kinh nghiệm có cảm ứng, quý Phật tử tin điều đó? Ai tin không có cảm ứng giơ tay lên. Nói thiệt đi, quý Phật tử tin cảm ứng không? Tin không? Đúng rồi, có cảm ứng. Mà nói thật quý Phật tử nè, bên tu thiền á, người ta nói là tự lực. Nhưng mà hỏi nè, trong cái thời mạt pháp này á, nếu mà không có mười phương chư Phật chư Bồ Tát là gia hộ cho mình tu thiền tu tịnh tu mật gì, bảo đảm mình tu được, nói thật luôn. Như vậy trong cái tự lực mình tinh tấn mình tu hành, cảm ứng đạo giao nan thì cũng nhờ gì? Tha lực. Đây tôi xin gửi câu chuyện có chứ không phải không, tôi nói cái gì nó có gì đó, có sách mắt có chứng. Kỳ vừa rồi tôi nhập thất, tôi tiếp cái đoạn nãy mà tôi cởi ra mà tôi chưa cởi cái bị chứng duyên, tôi nhập thất 4 tháng đó. Qua cái tháng thứ nhất, tôi qua một tháng thứ nhất rồi đó, thì tự nhiên là cái những cái lỗ chân lông tôi nó phù lên hết luôn, và nó sưng lên hết, mắt tôi nó sưng, cái gì cũng sưng hết, mà đi tiểu được, nó ra từng giọt tiểu nó riêng được, tôi biết là bị nạn rồi, mà nó rất là nhức. Nói thật luôn là trong cuộc đời tu của tôi á, đây là tôi nói thật luôn nha, trong cuộc đời tu tập của tôi, tuy là tôi tu thiền với hòa thượng, nhưng mà lỡ mà cái bị chướng duyên gì á là tôi hay ngồi thiền hay tôi nhiếp niệm thì tôi quán chiếu hình tượng quán thân Bồ Tát, tôi có cái tật vậy, quán chiếu lên hình ảnh của ngài. Với cái năng lực từ bi của ngài á, đây tôi nói và tôi nổi da gà nó có nha, với cái năng lực từ bi của ngài á, nếu mà chúng ta bị chướng duyên á thì ngài sẵn sàng ngài giúp đỡ và ngài chỉ ra thôi, chứ không phải mình nương ngài để mình xin gì. Thì tối đêm đó tôi ngủ á, thì tôi nằm mộng tôi thấy một con rắn màu trắng. Tôi mới vừa bước xuống giường á, thì tôi nằm mộng tôi thấy một con rắn màu trắng. Nó mổ tôi, nó mổ đến đâu thì tôi lành bệnh đến đó. Nó mổ đến đâu tôi lành bệnh đến đó. Thì sau khi mà tôi giật mình dậy rồi á, tôi nói là con rắn, rắn màu trắng, rắn là xà, đúng không? Mà trắng tức là bạch, nó mổ tức là le cái lưỡi là thiệt.
hàng về ngày xưa tôi nhớ các ông thầy thuốc á, ông mới cởi các ông này ông bị ung thư cổ, mà ông xuống bệnh viện Chợ Rẫy người ta nói mổ là 200 triệu. Cho nên ông có tiền, ông về nhà ông được một cái ông thầy người dân tộc chỉ ông một cái bài thuốc là bán chi liên bạch hoa xà thiệt thảo. Bạch là con rắn đó, bán chi liên bạch hoa xà thiệt thảo. Tôi mới nhắn cái ông thầy chữ khố mua cho tôi một 10 ký và tôi uống. Thì quá trình tôi uống đúng 7 ngày xong rồi đó. Trước tiên nhất là tôi sổ ra, tôi tiểu ra là cái nước tiểu đó nó đen như vậy nè. Và cái ngày thứ hai là tôi khạc ra một cục đờm đen xì luôn. Và đến ngày thứ ba bắt đầu nó bớt dần. Như vậy nếu mà không nhờ năng lực của mà quan tâm báo mộng tôi con rắn thì sao tôi biết, đúng không? Tôi đâu có biết đường gì tôi uống. Nhưng mà tôi nằm mộng tôi thấy rất là rõ có một con rắn màu trắng. Đó tôi thức mình dậy tôi biết là có một cái bài thuốc gọi là bán chi liên bạch hoa xà thiệt thảo. Bạch là con rắn màu trắng, xà là con rắn mà bạch là trắng, thiệt là cái lưỡi. Đó, bán chi liên bạch hoa xà thiệt thảo. Hai cái bài thuốc đó tôi gom mà tôi uống hết. Còn rất là nhiều sự việc mà tôi cởi như đó thôi cho quý vị tự thấy. Mà trên bước đường mình tu là ngay trong cái tự lực mình tinh tấn mình phát huy, nhưng mà cũng phải nhờ tha lực hỗ trợ cho mình trên bước đường công phu tu tập. Nếu mà không có nhờ tha lực mà tại sao tới những vị hòa thượng lớn là tới niệm hương đó, hương giới, hương định, hương giải thoát chi kiến, hương đầy mây sáng rỡ vậy đó. Hôm nay đạo tràng chúng con nhờ mười phương chư Phật chư Bồ Tát hộ trì cho chúng con làm lễ ăn cư kiết hạ. Phải không? Niệm đó là chi, niệm suông không? Không có niệm suông. Các ngài không có niệm suông mà đều có mình cũng đừng có chấp, mà không thì chúng ta phải vượt qua luôn, có không chúng ta phải xuống, thì lúc này mới chấp, mới nhận ra được cái chỗ đó. Lúc này quý Phật tử tự tự cảm thôi, có chứ không không. Mà rất nhiều cái sự việc mà trên bước đường chúng tôi làm Phật sự thấy có chứ hay không có đó, để cho quý tử hiểu được. Rồi ai hỏi gì nữa không? Câu thứ ba, Phật tử chúng con có câu hỏi như thế này. Chúng con có đọc trong sự thiền và nói là vô tình thuyết pháp. Thưa thầy, vô tình làm sao thuyết pháp được? Xin thầy có thể giải thích cho chúng con được rõ. Vô tình thuyết pháp được không? Đây gần 4 giờ rồi nha. Vô tình thuyết pháp được không? Hả? Đường là đường sao? Quý Phật tử thấy vô tình thuyết pháp chưa? Ai thấy giờ tay lên. Mạnh dạn đi. Quý ni chúng nè. Mạnh dạn đi, không sao đâu. Quý cô nói là như là mẹ bệnh sao buồn lắm. Con cảm nhớ con đó chị gì đó hết cả buồn. Và khi cô đứng cô nhìn một gốc cây đó thì tự nhiên một cái lá vàng nó rơi và cái lá xanh nó cũng rơi, thì đó chính là và vô tình mới phát. Lúc đó cô mới giác ngộ rằng không những già chết mà trẻ cũng có thể chết, đó là vô tình. À đúng rồi đó. Cảm niệm sư cô. Thì đây quý Phật tử nhớ lại nè, cái chuyện mà vô tình thuyết pháp này á, một hôm ngài Động Sơn Lương Giới đến hỏi ngài Quốc Sư Huệ Trung là nghe vô tình thuyết pháp như vậy thế nào là vô tình thuyết pháp. Đến hỏi ngài Quy Sơn á, hỏi là thế nào là vô tình thuyết pháp. Cái ngài dựng cây gậy lên cái thì nói hỏi chăng. Bạch Hòa Thượng, con không hỏi. Thì lúc này thiền sư Quy Sơn nói như thế này: ta mà thuyết pháp đó mà ông còn không hỏi, huống chi là ông hỏi vô tình thuyết pháp. Rồi lúc này á, ngài Động Sơn ngài nói: Bạch Hòa Thượng, quỳ con mà nói đi, tức là quỳ con mà chỉ được cái chỗ vô tình đi. Thì thiền sư Quy Sơn nói như thế này: miệng do cha mẹ sanh, ta chẳng quỳ ông mà nói. Nhiều đó thôi. Cái ngày Động Sơn không có khế hợp cái ngày đi, hỏi hiện bây giờ có người nào giống như thầy không? Thì nói ông đến một cái gợp đá đó, thì có một thiền sư, tức là thiền sư Nhâm Đầu á, sẽ khai thị cho ông. Thì lúc này á, thiền sư Động Sơn mới đến hỏi thiền sư Nhâm Đầu như thế này: Bạch Hòa Thượng, thế nào là vô tình thuyết pháp? Thì lúc này thiền sư cũng dựng cây gậy lên nữa. Thì sau khi mà dựng cây gậy lên rồi đó, thì thiền sư Động Sơn nói: Bạch Hòa Thượng, con chưa có tọt. Thì thiền sư Động Sơn mới hỏi là thế nào, cái hỏi cậu thế nào là vô tình thuyết pháp. Thì thiền sư Nhâm Đầu nói: ông không thấy trong kinh nói như thế nào? Cây cỏ gì nữa, nước tám công đức, chim ca lăng tằng già, tất cả mọi cái đều nói Phật, nói pháp, nói tăng, ông có nghe không? Không. Hỏi ở đâu, tức là nói ở
cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới Phật A Di Đà, thì ngay tức khắc thiền sư ngộ nhập được. Ngài mới làm một bài kệ như thế này: cũng rất kỳ, cũng rất kỳ, vô tình thiết pháp bất tư nghì. Tức là cũng rất là lạ, vô tình thiết pháp không có thể nghĩ bàn được. Có nghĩa là ở đây dựng cây gậy lên, quý Phật tử thấy vô tình thuyết pháp chưa? Tôi vừa. Quý Phật tử thấy vô tình thuyết pháp chưa? Ví dụ, thấy chưa? Thấy cái gì? Hả? Quý Phật tử thấy mà Phật đưa càng qua sang lên đó, vô tình thuyết pháp. Mà muốn được cái chỗ mà vô tình thuyết pháp đó, thì quý Phật tử phải gì? Quý Phật tử muốn thấy được cái chỗ vô tình thuyết pháp thì mình phải làm cái gì? Mình phải làm cái gì? Làm gì? Tu thiền. Tu gì nữa? Chẳng lẽ tu tịnh thấy vô tình? Ở đây mà quý Phật tử muốn thấy được vô tình thuyết pháp á, thì quý Phật tử phải vô tình ở đồng nhất với các pháp. Vô tình ở đây không phải là quý Phật tử không biết cái gì. Một hôm có ông Tăng đến hỏi thiền sư Tách Dượng: bạch hòa thượng, thế nào là hữu tình không Phật tánh mà vô tình có Phật tánh? Lạ kỳ vậy. Tại sao mà hữu tình là không Phật tánh mà vô tình thì có Phật tánh? Quý Phật tử biết mà hữu tình là gì không? Hữu tình là gì? À, là con người, đúng không? Hữu tình là con người nè. Con mèo, con chó, con trâu, con gì là hữu tình. Mà sao nó là hữu tình nó không Phật tánh mà vô tình nó lại có Phật tánh? Quý Phật tử biết vô tình không? Ở đây nó mà vô tình có Phật tánh là vô tình có nghĩa là vô là không, không còn cái tình gì, không còn tình gì, không còn cái tình gì, tình chấp ngã, đúng không? Tình gì nữa? Quý Phật tử biết tình gì nữa không? Không còn cái tình chấp ngã, tình hơn thua, tình phải quấy, đủ thứ tình hết, gọi là thất tình lục dục đó. Không còn cái tình đó thì tức khắc Phật tánh hiển lộ. Còn có tình, tại sao mà hữu tình không Phật tánh? Hữu là có cái tình gì? Có cái tình năng sở chủ khác ta người có không phải quấy thì Phật tánh nó hiển lộ chứ gì lạ đó. Cho nên ngày xưa tôi có kể câu chuyện rồi đó. Ngày xưa tôi ở Thường Chiếu, năm 1998 thì Hòa Thượng Trúc Lâm ấy kêu tôi về nhà làm một cái tờ giấy tạm vắng đó, thằng chú tạm vắng lên Trúc Lâm để mà ở trên Trúc Lâm. Thì trên bước đường tôi đi từ ở Thường Chiếu tôi về quê ấy, thì tôi trúng cái một chiếc xe ca mà trên nó toàn là sinh viên không à, học sinh nó thi đại học nó về, sinh viên rất là nhiều, gần 40 mấy cô ngồi trên đó. Tôi lỡ đầu hỏi luôn. Mà lúc đó mình nhớ lại là lúc đó mình có khoảng chừng là 28, 29 tuổi à. Lúc đó quý tử biết là 29 tuổi thôi. 29 tuổi là trẻ hay già? À, năm nay tôi 40 mấy rồi, lúc đó chắc cũng trẻ, tôi nghĩ vậy. Thì mới cái đầu mấy cô nhìn tôi mới có cười cười, tôi cũng nghi rồi. Tôi hỏi, tôi cũng có tập hay nói. Tôi nói mấy cô sao mà nhìn với thầy cười. Thì mấy cô nói như thế này: con thấy thầy á mà trẻ tuổi đi tu chắc là cũng biết thầy thất tình. Con biết thầy thất tình á. Quý Phật tử thấy thất tình không? Hả? Thất tình đi tu phải không? Ngày xưa tôi tưởng là quý thầy mà quý cô mà vào chùa chắc giống như Lan và Điệp chứ, đúng không? Thì tôi nói một câu như thế này: đúng, tôi thất tình tôi mới đi tu. Thiệt, tôi thất tình tôi mới đi tu. Mà tôi xin hỏi mấy cô nè, mấy cô biết thất là gì không? Thất là gì? Phải thất là bảy luôn á. Tôi nói thất là mất. Thất là mất đó. Mà mất cái tình. Mất cái tình gì? Mất cái tình cha mẹ, mất cái tình anh em, mất cái tình, mất hết tất cả. Để tôi tu, tôi khám phá được cái tình thiêng liêng. Từ đó tôi gì? Tôi giúp đỡ mọi người để mà họ thấy được còn một cái tình thiêng liêng nữa. Chứ không phải là tình cha, tình mẹ, tình con, tình đất nước, tình này tình kia. Mà không được cái tình thiêng liêng. Đó, tôi mất là mất cái đó. Mất cái này. Mà Hòa Thượng nói gì? Buông tất cả để được tất cả. Đó, họ mới thông cảm, họ nói đúng là cái thầy không phải thất tình mà làm mất cái tình đi tu, đúng không? Đó, ở đây tôi nói quý Phật tử rõ là vô tình ở đây có nghĩa là mình phải không còn cái tình phân biệt phải quấy hơn thu nữa thì mình mới nhận ra được vô tình thuyết pháp. Cũng giống như cái cô này mà nói thấy được đó là lúc đó tâm rỗng á,
đúng không? Chẳng hạn như mình thấy nè, nước lục sóng thần là mình biết quảng pháp vô thượng, rồi đời người mỏng manh tạnh bỡ cũng là vô tình thuyết pháp. Tất cả đều thấy rõ được đó là vô tình thuyết pháp. Mà muốn được vô tình thuyết pháp thì quý Phật tử phải vô tình, tâm phải rỗng, tâm không còn một cái niệm nào nữa thì mới khới nhập được cái chỗ vô tình thuyết pháp. Đó. Rồi quý Phật tử hỏi gì nữa không? Còn mấy phút nữa? Mấy giờ? Rồi, gần 2 tiếng rồi đó. Rồi có ai hỏi gì về cô Phó Bạc Quang Lương? Dạ bạch thầy, có một Phật tử hỏi là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là bài cúng dường con bạc hồ sa, con hoa ngang bạc hồ sa, con bạc đà la, chính bạch thầy hãy giải thích hai loại hoa đó cho chúng con được rõ và vì sao bài cúng dường hai loại hoa đó ăn như là Phật. Quý Phật tử biết hoa đó không? Biết hoa đó không? Ai biết giờ đây lên? Hoa gì? Qua mạng gì? Mạng Đà La. Rồi qua gì nữa? Quý Phật tử nào biết qua đó không? Quý Phật tử nào biết nói giùm tôi cũng chưa biết qua đó. Rồi lỡ mình biết qua đó làm sao đó. Rồi mình có cúng được không? Quý Phật tử nhớ lại trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật chỉ một điều duy nhất, nói đông, nói tây, nói dài, nói ngắn, nói gì nói là cũng cho mình ngộ nhập được chi kiến Phật. Cho nên quý Phật tử thấy trong kinh Nhân Quả có cởi, có nói một câu chuyện như thế này. Có một cái con này rất là xấu, rồi cổ định tự tử có chết, thì gặp một vị thiền sư nói là con đến là cúng hoa thường xuyên đi thì kiếp sau cô rất là đẹp. Mà từ ngày cô cúng hoa rồi đó, không những kiếp sao cô đẹp mà tự nhiên ai thấy cô cũng đẹp hết. Thì có cô Phật tử đến hỏi tôi tại sao như thế. Có không thầy? Họ hỏi tôi là có không thầy? Quý Phật tử thấy có. Ở đây tôi giải thích nó không có gì mê tín gì đâu hết á. Chẳng hạn như quý Phật tử đến trước bàn Phật, quý Phật tử dâng một bó hoa để mà cúng dường. Mà trong lúc quý Phật tử cúng dường đó thì ai quý Phật tử diện kiến trước Phật, đúng không? Mà hàng ngày mình diện kiến Đức Phật thì tự nhiên mình thấy khuôn mặt Đức Phật làm sao, vui cười, từ bi, hỷ xả, thì từ từ tự nhiên nó rớt trong tàng thức của mình là hay, nó rớt vào trong tàng thức là mình hay. Mà từ khi mà rớt trong tàng thức mình rồi đó thì tự nhiên có một lúc nào đó mình phát một cái nguyện lực, mình tu tập để mình chuyển hóa giống như cái tâm từ bi của Đức Phật. Mà từ đó thì khuôn mặt mình sao mới thọt luôn, tự nhiên nó giãn, từ từ nó căng lên rất là đẹp, mắt là long lanh vậy. Mà tôi thấy cái cô đó cũng rất là đẹp, không có xấu nữa, không xấu ngày xưa nữa. Ngày xưa có hay nhăn hay sân hay hận lắm, mà từ lúc cô sân lên, cô si lên thì thấy khuôn mặt của tự nó khác. Mà từ ngày cô nghe lời cái vị hòa thượng đó cúng qua dân qua cúng dường Phật rồi đó thì tự nhiên cô thư thái, rồi cô an ổn, thấy khuôn mặt cô khác. Cho nên có một số Phật tử đến hỏi tôi, bạch thầy làm như thế nào đó để mà chế ngự sân hận? Tôi nói cái pháp rất là đơn giản. Cô muốn chế ngự cái pháp sân hận này á thì cô ra chợ cô mua một cái kiếm, một cái gương, nhỏ này, bỏ trong túi. Cô nói, chế ngự sao lạ thì cô mua tôi chỉ tiếp. Sau khi cô mua bỏ trong túi rồi đó thì bữa nào mà sân lên đó, cô rút cái kiếm cô để vào mặt cô thử. Rút ra để là mình giống gì? Hả? Lúc mà mình vui cười, mình thư thái thì mình giống gì? Phải giống Phật không? Còn lúc nào mà quý Phật tử đỡ cái gương mình giống gì? Hả? Giống ác quỷ Akula. Lúc đó mình sợ liền chứ đâu. Trời, mình nếu mà cái mặt mình vậy à, chắc kiếp sau mình còn dữ hơn nữa. Thì tự nhiên cái sân quý Phật tử giảm. Thì đây cúng dường bông cũng vậy. Cúng dường hai cái loại qua đó chính là từ nơi tự tâm của quý Phật tử dâng lên, tức là dâng lên tất cả các việc thiện pháp mà hồi hướng về các quả vị chi kiến Phật. Biểu tượng hai cái bông đó là bông, đó là bông hoa, đó là bất khả tư nghì, mà từ cái hoa đó là nhằm mục đích chỉ cho quý Phật tử trở về cái chỗ chi kiến Phật. Cúng dường nhưng mà với cái tâm thái thư thả, với cái tâm thái tịch tịnh, với cái tâm thái tịch mà chiếu, thì đó là quý Phật tử luôn luôn cúng dường hai cái loại hoa đó cho Đức Phật. Chứ nói như thế bây giờ tôi ra chợ tôi thấy hai hoa đó không thấy thiệt luôn, là chẳng lẽ anh cúng? Cho nên hỏi mà tâm mình như thế nào đó thì tự nhiên nó ứng ra cái pháp như thế. Quý Phật tử đồng ý không? Hồi nãy tôi nói nè, tâm mình luôn luôn sân hận, luôn luôn ích kỷ, luôn luôn tật đố,
thì chắc chắn nó hiện ra cái khuôn mặt mình khác. Mà hôm nào tâm quý Phật tử thư thái, quý Phật tử tu tập, quý Phật tử buông xả, thì tức khác tâm mình nó cũng như thế. Cho nên trong thiền thoại kể lại một câu chuyện đó. Một hôm á, ông Tô Đông Kha, ông ngồi trước mặt thiền sư Phật ấn, tự nhiên ông cười lên một cái. Thì thiền sư Phật ấn nói: "Ồ, ông nhìn cái gì mà ông cười vậy?" Thì ông Tô Đông Kha nói: "Con nhìn hòa thượng ngồi thiền á, giống như bãi con bò, y như bãi con bò, ngồi cục giống như bãi con bò." Thì ông Tô Đông Kha hỏi thiền sư Phật ấn: "Mà nãy thầy thấy gì con mà thầy cười vậy?" "Tôi thấy ông nó ngồi giống như Phật quá, ngồi trang nghiêm khác gì Phật." Cái ông đi về nhà ông, ai ông cũng khen đó, mấy kỳ này ông thắng rồi. Kỳ này ông thắng đậm luôn, mấy kỳ trước thua không chứ, kỳ này thắng đậm luôn. Bởi vì hả? "Tôi thấy ông thiền sư Phật ấn giống như bãi phần bò, còn ông thấy tôi giống như Phật cho nên tôi thắng rồi." Thì không ngờ cái câu chuyện này nó lọt vào tai của cô Tô Tiểu Muội, tức là Tô Tiểu Muội là em út của Tô Đông Kha, rất là thông minh. Sau khi mà nghe câu chuyện đó rồi á, thì cô Tô Tiểu Muội nói là: "Anh thua rồi, anh thua sao hết kìa." Hỏi sao thua? "Bởi vì tâm thiền sư giống như Phật, cho nên nhìn anh giống như Phật. Còn cái tâm anh á giống như bãi phân bò, cho nên nhìn đâu cũng bãi phân bò hết." Đúng không? Như thế thôi. Thế mà tâm mình sao mình in ra vậy à? Cho nên muốn cúng dường hai cái bông hoa này á, thì quý Phật tử phải tâm cái thư thái, cái buông xả, hay tâm thanh tịnh, thì đó là cúng dường mười phương chư Phật. Mà cúng dường như thế rồi thì đúng 4 giờ thôi chúng ta nghỉ luôn.